Vâng, kính chào anh chị em cô bác, chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mò Mẫm của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ở trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm mùng 2 tháng 9 năm 2024, ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và ngày hôm qua nhân kỷ niệm ngày quốc khánh thì chúng ta thấy rằng với cái cặp 1551 em chia sẻ cho mọi người hai cái đường cầu và chỉ ra hai con mạch chủ, một cây mạch chủ chỉ ra là con 15 và một cái con mạch chủ chỉ ra là con 51, thì ngày hôm qua các cô các bác các anh chị đã thấy rất rõ rồi, một cặp 1551 nó không về nguyên cả một cặp nhưng mà nó về con 51 là cũng tương đối là giành chiến thắng rồi. Em đã chia sẻ cho mọi người hai cái đường cầu như mọi người đã quan sát thấy rất rõ video đây. Em chia sẻ với cái tiêu đề là chia sẻ hai cầu lô bạch thủ đẹp hôm nay, cặp này có tỷ lệ bị chuẩn cao dễ về ngày quốc khánh mùng 29, thì các bác anh thấy rất rõ hai đường cầu đây không? Một đường cầu nhất là chỉ ra con 15, đó là lấy cái con số cuối cùng của giải 7.3 kết hợp với con số thứ ba của giải 5.1 thì chỉ ra được cái con 15. Và cái đường cầu thứ hai nó sẽ lấy cái con số cuối cùng của giải 7.4 và kết hợp với con số thứ hai của giải 3.5 thì nó được con 51, và thông qua hai cái đường cầu này có được hai cặp, không phải hai cặp mà một cái cặp, đó là cặp 1551. Thì ngày hôm qua các cô các bác các anh chị cũng đã vừa quan sát trên màn hình thì thấy rất rõ là cặp 1551 thì nó về một nháy nữa. Thì xin được chúc mừng tất cả các cô các bác các anh chị. Ngày hôm nay trở lại kênh thì em sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái đường cầu, và hai đường cầu này cũng là hai cái đường cầu bạch thủ, và hai cái đường cầu này thì nó như thế nào các cô các bác các anh chị hãy cùng em phân tích ngay sau đây. Cái đường cầu này nó sẽ như này các cô các bác các anh chị nhé. Em xin di chuyển đến kết quả của ngày hôm 30 tháng 8 năm 2024, 30 tháng 8 nhé, nó cầu là bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2024 này. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi kết quả của ngày 30 tháng 8 năm 2024, và cái cầu này sẽ như thế này các cô các bác. Chúng ta sẽ lấy cái con số từ các cô các bác các anh chị chờ một chút nhé. Lấy cái con số cái chặng giờ đầu tiên là con số đầu tiên của giải 6.1, ở đây là cái con số 4 này, và cái chặng thứ hai là cái con số thứ ba của giải 4.4, con số thứ ba của giải 4.4 ở đây là con số 7 này, và ghép một chiều, ghép chặng đầu tiên với chặng thứ hai thì ta sẽ được một cái con bạch thủ duy nhất đó là cái con 47, tương ứng với đường cầu đầu tiên. Và tương ứng với đường cầu thứ hai là nó sẽ như này các cô các bác anh chị hãy quan sát và chú ý này. Chúng ta sẽ lấy cái con số thứ ba của giải 4.3, con số thứ ba của giải 4.3 ở đây vẫn là con số thứ ba của giải 4.4, xin lỗi đường cầu của bạn, vẫn là cái con số 7 trùng với đường cầu đầu tiên, và cái con số thứ hai là cái con số đầu tiên của giải 3.1, con số đầu tiên của giải 3.1 ở đây là cái con số 6 này, và ghép chúng ta sẽ ghép một chiều, ghép chặng đầu tiên với chặng thứ hai nó được cái con 6.7, và thông qua cái đường cầu thứ hai này chúng ta sẽ có được con bạch thủ duy nhất là con 6.7. Với hai cái đường cầu này nó sẽ tạo thành một cái hình tam giác như này, bốn tiền hạt đời hình tam giác, thì các cô các bác nhé. Cái hình tam giác có đỉnh đầu tiên là cái con số đầu tiên của giải 6.1, cái đỉnh thứ hai là cái con số thứ ba của giải 4.4, và đỉnh thứ ba là cái con số đầu tiên của giải 3.1. Và thông qua hai cái đường cầu này tương với hình tam giác nó sẽ có được hai cái cạnh, và chúng ta sẽ lấy hai cái cạnh này để chúng ta chơi. Một cái cạnh mang biển số là 47 và một cái cạnh mang biển số là 67, và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả ngay trong ngày hôm sau. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm 31 tháng 8 năm 2024, và thông qua hai cái đường cầu tìm được trong ngày hôm 30 tháng 8 thì chúng ta sẽ có được cái đầu sáu có 6.7, 6.7, 7.6. Ui, 6.7, 7.6 vừa đấy, có phải em nhầm không nhỉ? Từ từ mọi người chờ em chút nhé. Đó, cái đường cầu này nó hơi ảo. 6.7, 6.7, 7.6 khi em nhầm.
76 67 76 67 à, không phải em gấp nhầm, xin lỗi tất cả các cô thầu nào, nó lại đôi khi nó phải nhầm chút thì các cô bác anh chị luôn. À, con 76 đấy, thông qua hai cái đường cầu này thì sẽ tìm ra được hai cái con số, đó là con 47 và con 76. Và các cô các bác các anh chị hãy để ý trên màn hình đây, đối với đầu 7 này thì sẽ có con 76 duy nhất. Vì ngày đấy ngày hôm 31 tháng 8 thì đối với đầu 7 thì có 76 duy nhất thì nó đúng cái đường cầu mà anh em mình đã chọn, đúng không? Với cái đầu 4 này có con 47, một con 47 này. Và vị trí cụ thể như nào thì các cô các bác các anh các chị tự tìm nhá. Còn do cái điều kiện thời gian nên em xin phân tích nhanh để các cô các bác các anh chị còn làm việc khác, và em cũng dành một chút thời gian để chăm sóc cho gia đình. À, với hai cái đường cầu trong ngày 31 tháng 8 thì chúng ta sẽ có được các trạm như sau. Trạm thứ nhất chúng ta tìm được là trạm 3, trạm thứ hai là trạm 0 và trạm thứ ba là trạm 2. Và ghép theo hình tam giác, chúng ta sẽ lấy hai cái cạnh. Cạnh đầu tiên là ghép 3 với 0 thì sẽ được là con 30, và cái cạnh thứ hai là ghép 0 với 2 sẽ được con 02. Và thông qua hai cạnh của tam giác chúng ta sẽ có được hai cặp số tương ứng với hai cặp số, đó là con 30 và cái con 02. Và sử dụng cái cặp số này để chúng ta chơi trong ngày hôm mùng 1 tháng 9 năm 2024. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm mùng 1 tháng 9 với hai cái con số là con 30 và con 02. Chúng ta thấy rằng 02 đầu 0 đây thì có một con duy nhất là con 02, và với đầu 3 có con duy nhất là con 30. Bảy thủ này thì nó chỉ về một con duy nhất với mỗi tướng với mỗi đường cầu, nhưng mà như thế là cũng đã ăn là quá đủ rồi. Nghĩa nó về được hai nháy một đường cầu thì càng tốt, nhưng mà nó về một nháy là cũng đã quá hạnh phúc rồi tất cả các cô các bác các anh chị. Vừa trong ngày hôm mùng 1 tháng 9 đây thì chúng ta có được cái cặp số để chúng ta chơi như sau. Chúng ta sẽ tìm ra ba đỉnh của cái tam giác như em đã giới thiệu. Đỉnh đầu tiên là đỉnh mang biển số 7, và đỉnh thứ hai là mang biển số 9, và đỉnh thứ ba là mang biển số 8. Và chúng ta ghép theo hai cạnh mà em đã vừa chỉ cho các cô các bác anh chị. 7 ghép với 9 sẽ được con 79, và cạnh thứ hai 9 với ghép với 8 sẽ được con 98. Và thông qua hai cái đường cầu này thì chúng ta sẽ có được một cái cặp, có cặp mang biển số là 98 và 79. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem là ngày hôm mùng 29 thì đường cầu này nó còn rực rỡ này hay không. Đấy. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi kết quả ngày mùng 29 năm 2024, tức là ngày hôm qua đó. Và tương ứng với hai cái đường cầu chỉ ra hai cái con số, thì chúng ta thấy rằng với cái đường cầu đầu tiên con đầu 7 thì có một con 79 này, có 79 đẹp tô màu xanh này, chắc cô các bác các anh chị đã nhìn rõ đúng không? Và với cái đầu 9 này, với cái đầu 9 thì có một con đề là con 98 này. Đấy, đường cầu này nó về ngay trong cái giải đặc biệt, vị trí ngay trong cái giải đặc biệt này. Vậy thì ngày hôm nay với hai cái đường cầu này thì liệu rằng nó còn về hay không? Trong khi đó thì tỷ lệ bình chọn đối với cặp số này là rất là cao, thì em cùng các bác cứ đi phân tích đã. Còn về tỷ lệ ăn hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sau. Đây, với cái cạnh đỉnh đầu tiên của tam giác gần cân luôn. Nó đỉnh đầu tiên là đỉnh 3, và đỉnh thứ hai là đỉnh 8, và đỉnh thứ 3 là đỉnh 3. Và ghép như sau, chúng ta sẽ ghép như thế này. Với cạnh đầu tiên ghép là nối hai đỉnh, đỉnh 3 và đỉnh 8 thì sẽ được con 38. Và cái đỉnh thứ hai là ghép con 8 với đỉnh 3 thì sẽ được con 83. Và thông qua hai cái đường cầu này thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ tìm ra được hai cái con số, một là cái con số 83, hai là cái con số 38. Và hai cái đường cầu này thì nó chính là những cái đường cầu độ chỉ ra cái cặp 3883. Và rất hy vọng rằng trong ngày hôm nay thì cái đường cầu này nó vẫn tiếp tục ăn
và thậm chí là ăn nhiều hơn nữa, ăn nhiều nữa, tiếp nối những chiến thắng trong của chúng ta trong những ngày gần đây. Và cuối cùng thì xin được chúc tất cả cô các bác anh chị gặp nhiều may mắn trong buổi chiều này, và hãy nhớ đăng ký kênh cho em để em có thêm nhiều động lực làm những video clip tiếp theo hay hơn nữa phục vụ tất cả cô các bác anh chị. Xin chào và hẹn lại các cô các bác anh chị vào video clip ngày mai.